Giờ đi cả nhà, cha cũng kiện cái thùng rồi. Chào cả nhà. Bây giờ đưa này là hai chồng báo đi bằng chồng bổ. Anh yêu Trinh. Anh rửa, ra đưa cho mẹ về. Làm gì vậy? Giờ này chưa có xe luôn cả nhà. Em phải đợi nữa. À, xe chỗ em chắc gần có 8 giờ ngồi để uống nước luôn. Gần tới. Dễ không? Chào. Chút mưa tới chạy xuống. Em chào nhà nha. Em chào cả nhà nha. Mới khỏe ở nhà. Bữa nay hai dòng này soạn đồ cả nhà. Ship đồ hai chồng đi lên thành phố làm lại nữa cả nhà. Nè, dọn đồ rắn nè. Kèm đến mang theo luôn nè. Kèm găng, mình chải, dầu gội, xà bông gì đó. Để mệt theo nó rồi đồ đi làm của em. Dục nó lần cho vợ em ship vô gặp. Em lấy đồ đồ nữa, còn mấy cái đó, đồ chỉ đồ đi làm thôi. Đồ mặc nữa. Còn đồ bận nữa để em ship, em lấy mớ đồ bận. Chiếc này đi lên Hóc Môn làm lại cả nhà. Hành trang lấy, hành trang lấy, sọn lấy đồ. Hết nhà rồi, nhìn được hết nhà luôn. Mỹ Trinh thì ở lại với ngoại đang học. Hai chồng em đi giọt. Lấy đồ ra. Rồi sọn đồ, điện xe gọi chiều lên xe. Giờ quay sọn đồ rồi đem đồ rồi này kia rồi quay lên tới chỗ luôn ở nhà xem nữa nha. Hành trình đi môn về cuộc sống cũ như ngày xưa. À, chưa mình sống được, vẫn sống được thôi, bình thường. Bình thường. Quá bình thường đấy chứ mình anh được. Quá bình thường, không có gì. Không có gì mà lạ lẫm cả. Lạ lẫm quá. Vẫn làm công việc như ngày nào thôi coi. Đúng rồi. Đi có quá một năm mấy trời thì nó hơi mệt chút xíu thôi. Ừ. Quẩy quẩy tay chân chút xíu thôi tại vì làm hơi làm từ cũng quen vài ngày quen. Để em soạn đồ của em ra luôn nha. Đồ mới mua chưa cái tem luôn thấy không? Quá dữ trời, cái quần lên chưa mặc nào luôn hả? Chưa mặc, đi thành phố mặc. Ghê chưa cả nhà? Bây giờ nó dạng là đồ thành phố, không có thành phố nữa mà chứ không mặc để em mặc. Để tao coi thành phố được bao lâu. Rồi để lại cái quần. Mấy cái quần à? Hai cái à? Hai cái hai giờ. Ừ. Rồi được. Nhưng mà cái quần mặc nữa là ba cái rồi. Ừ, lấy mấy cái đồ quần đi làm, anh lấy mấy quần sọc đi làm đi. Yeah. Anh lấy mấy cái quần sọc, anh làm. Ừ. Hai cái không? Hai cái sọt rồi, ngàn là làm cho em mình chở mua. Chưa mà được gì chưa? Đợi mua quần. Lên chở em mua cho anh chụp cái quần slip. Chọn mấy cao. Hai cái ba cái quần. Và cái đồ nghề thiết nhờ bỏ đồ vô trong cặp cả nhà. Mấy giờ xe tới? Chắc 7:30 8 giờ đó anh. Điện gọi gì? Điện gọi 7:30 8 giờ. Đây, đồ này đồ đi mần của anh ship mấy bộ đồ dế của anh ơi. Dế đồ đó đồ lịch sử đó, đồ nó đi ăn tiệc xong đó. Trời. Thêm chả ai mời anh đi ăn tiệc đâu mà anh. Hên xui biết được, lỡ anh đi ngang gặp cái đám nào mình nhào vô luôn với bọn nó bạn bè vô bắt tay người ta mời tao cũng à. Thành phố mà đâu. Hay là tao nói thằng khùng nào tao đem chai cho cái chén đưa đũa tao đưa mà chút hè mới ngồi ngơi mới. Chọn rồi hết rồi. Xong rồi đó. Còn cái thùng đồ ăn nữa đó anh chồng. Ừ. Mắm nữa đó. Kinh nghiệm mắm 5 kg đi. Ờ trời. Ăn tháng. dự trữ đi, phải dự trữ kêu mắm lên thơ. Giờ anh chồng lấy cái thùng đồ ra nữa nè. Sáng hai chồng cũng đi mua mớ đồ nữa. Dự trữ sẵn. Đó kêu mắm.
đi thành phố mà đem mấy cơm mắm cỡ này nè, rồi nhắm chịu nổi không? Chịu không nổi không phải chịu nữa. Mẹ cũng đem mớ đồ lên cả nhà, trước khi hai chồng đi cũng phải bào ông giáo sư, bà giáo sư mớ mớ tôm mấy con cá thì vậy hả? Chào cả nhà đây mẹ. Chào cả nhà nha. Mẹ lên dưới nhà cho hai chồng nha, với cho Vĩ Trinh đi học nha. Chia tay bà vợ phải 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 đứng dậy ôm hung bà vợ miếng mới được chứ. Ối luôn. Mẹ ơi, anh Tèo đấy hung ối luôn kìa mẹ ơi. Giờ chặt con đá nhà vô trước. Mua tôm mà. Mẹ cái này tôm. Mua chả. Chả. À, tôm này của mẹ cho với coffee. Ừ. Hai bọc tôm. Chứ thêm theo bọc bồng bồng. Dễ gì mà thiếu bịch bồng bồng được ha. Đi đâu, đi đâu dễ gì thiếu bồng bồng. Đập dặn lớp dưới luôn hả? Ừ, dặn lớp dưới này mình để đồ lên. Dạ. Dặn vô mặt. Đập mắm mắm đó. Đó 5 kg mắm nè. Dạ. Giờ lấy mấy bọc tôm ra. Tôm gì mẹ? Tôm thẻ đó. Tôm thẻ này sáng em dặn mẹ mua giùm em nữa. Đóng đá để một, cho nó đựng. Cái gửi mà chú Thái lấy 1 kg à. 1 kg à? Cho 1 kg. Tôm thẻ đẹp. Thẻ này là không thẻ trong vuông thiên nhiên luôn á, chứ không phải nuôi hầm nghe cả nhà. Thẻ vuông không cỡ này hả nè? Không nuôi thẻ trong vuông luôn á, đâu cho thức ăn đâu. Thức ăn đâu ăn, sao thẻ này ngon nè. Chứ thẻ hầm thì không ngon. Còn bột tôm của mẹ còn túm 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 vậy. Ý, đàng hoàng để nó tâm vô tay. Ủa sao con này mình chèo. Theo mà anh, ai mua cây nữa, anh mua thùng nửa cây mà thấy xém xéo không anh? Ừ. Chứ mua thùng gốc tư là đâu đủ đâu anh. Đủ. Dạ, con thấy gì sáng mua thùng nữa cây. Bỏ miếng cá vô kìa. Cá này kìa. Tôm anh đụng vô cái là nó gì đó. Nằm vô đậu á. Cá này luôn à. Có phi à. Thôi để ra nó bọc nha. Nó bọc thì nó bọc. Không sao. Rồi thêm lớp đá nữa. Bỏ chả lên đi. Bỏ chả này kìa này, còn bọc chả này kìa, anh xếp xếp xếp. Để con kìa. Con bỏ dặn đá mịn. Đúng rồi. Tại vì tôm này mình phải giữ cho đủ độ lạnh. Nè cả nhà. Coi nè. Cỡ nào cỡ vẫn không giá. Có mấy anh chị kia kêu cái áo tím là cỡ nào cũng không bao giờ bỏ. Cỡ nào cỡ cũng không giá đó. Cái này là tiền. Áo tím mà mấy anh chị nó tím huyền thoại là không bao giờ bỏ được. Ui sao mà. Chứ con mấy chị giá nè. Anh nặc vậy là mấy cô chú anh chị chảnh cười em chết luôn, nói vợ gì đâu mà nó hư. Chồng mặc áo cách dài cỡ đó mà không giá. Hư là đúng rồi. Mấy Trinh sao cho mấy Trinh? Anh còn nói nữa. Cha mẹ đi thành phố rồi con thấy gì vậy? Con thấy buồn. Con chào ông bà cô chú. Thằng mấy Trinh nó đen rồi đó nha. Cột cái đầu giống Subaku. Cha mẹ đi thấy buồn sao con thấy mẹ thấy con vui quá vậy? Tôi có biết gì đâu. Đi làm kiếm tiền mà, đâu phải đi chơi đâu. Thì chừng nào thì có buồn gì đâu, với tối ngủ với mẹ không. Trời ơi trời. Với mẹ với cha. Làm thế ghê. Thấy chưa, con thương cha mẹ lắm á. Con thương nhất là cha. Thương cha thương mẹ hay là thương tiền của cha mẹ? Không có. Đứng đàng hoàng làm gì vậy? Con đứng con lắc qua lắc lại. Giờ cháy bùng bùng cái nữa là xong rồi đó cả nhà. Giờ đóng nắp thùng lại cái lấy băng keo dán vô nữa. Và đợi từng tới giờ cái lên đường tòng quân. Lên đường đi Hóc Môn. Làm công việc cũ của Cani Tèo. Làm nghề cũ anh Tèo. Làm máy cũng không thoát khỏi cả nhà. Làm nghề cũ. Tưởng là thoát khỏi mà không thoát khỏi. Cả nhà đừng cười mà cả nhà. Đá mà chạy. Cho bỏ cái tật nói dù khổ cỡ đầu cũng đi Bình Dương cũng đi bằng nghe cho vừa. Mấy cái thằng nói trước là bước không qua. Trước khi đi đẩy tô cơm cỡ này. Ăn cơm rồi cả nhà. Em bà cả nhà nhìn cơm nha. Ăn cò. Có cò. Em mẹ nãy em làm hết không có mì. Cái gì nào? Giờ này 5 giờ chiều qua đó cả nhà mà trời mưa rồi. Ở phía mắc mưa đi, mắc mưa không trời. Mắc mưa không nữa. Xe mấy giờ em? Xe 7 giờ mấy, gấp 7 giờ mình đi. Vậy đó hả? 7 mấy 8 giờ anh tới vậy? Đúng rồi. Tăng lắp vợ trước đi rồi thay giúp mình đi. À, giờ lên là ở bên
lắm với Trà My trước ở nhà. Giờ hai chồng em rồi lên Long An rồi mới mượn xe của thằng lắm em vợ em á, mới đi qua bên Hóc Môn ở nhà. Rồi đợi xe Long An. Long An thẳng tiến, qua Hóc Môn là mướn. Giờ vậy rồi tới ngày mai là đi làm á, mai là làm. Đúng rồi. Mai là ở thành phố làm. Chà, mới mua tôm vậy. Tính thẳng vô. Con tôm tốt ha. Sao thấy nó không nhích rồi. Sao nè, nó bún bạc bạc nè, thấy không? Nè nè anh ha. Cha đã thả tôm mà cha đợi tối cha đưa hai chồng em ra xe luôn đi. Phải đãi đồ cà phê cà pháo tôi à. Phải nó chơi à. Phải nó rồi. Đấy. Con cái đi làm mướn mà bắt đãi nữa. Chả là mua hai cái quần cho tôi nha. Hai quần dài nè. Trời ơi trời. Chưa chừng. Là mướn chưa thấy có đồng bạc nào chừng giờ mua hay nữa. Đòi cà phê đồ. Trăm ngàn gì? Mua trà đó. Đòi cà phê, đòi quần dài, đòi trà nữa. Không có là đủ mà đừng cái gì nha. Nhà bắt nhà cửa luôn á. Không có đi chơi đâu. Rồi ok ok. Cái trà đó chẳng bắt cho bắt. Bắt nhà. Giáo sư về lắm cả nhà. Muốn ăn giáo sư đâu dễ. Mua xe Hà 36. Tôm à? Quần à? Quần xe 36 không? Ờ. 36. Dạ. 35 bận đông chặt. Mua. Con này cha mua hay là con mua cho cha ấy, con này là. Con mua. Tạm con mua cái nào đó. Vợ mua. Đây đây, đây mua cái đẹp mà lại mua áo nữa. Mà cha chê. Mua áo có áo đằng cha chê mà quần đen ha. Đen không? Nhưng mà cái này đi với ngay dịp mới được. Ngay dịp nó bán mới có mua. Còn người chẳng rẻ chừng trăm trăm ngoài ngàn cái à. Thì để nhắc chiều đi chợ Sơn Hạ đó chào. Chiều đi kiếm mình mua. Ok, giữ nhà về nhé, còn lắp nhà để mất tiêu cái nắp luôn kỳ luôn. Là tôi gà dịch tư ăn sạch á. Người giữ nhà mà không đỡ mua, mà người không giữ để mua. Gà phân bì đó kìa. Rồi. Phân bì kiểu là. Phân bì đó hả? Không chịu mua cho mà không giữ nhà mà lại phân bì kìa. Kiểu này chắc có mít lòng á. Giữ thôi giữ nhà chứ có tiếng giữ chứ coi nắp không à. Còn biết. Dạ, chả nhìn đâu, nhà nó còn cái đất rồi, ở trong nhà mất kệ. Giao rồi giao rồi, trứng rồi cho ác á. Giao trứng sao, đập trứng luôn á. Giờ đi cả nhà, cha cũng kiện cái thùng rồi. Chào cả nhà. Bây giờ đưa cái này là hai chồng máu đi bằng chồng bổng. Anh yêu Trinh. Anh rửa, ra đưa cho mẹ về. À. Làm gì vậy? Khóc bây giờ quá ai trời ơi trời bơ lớn rồi vài bữa nữa mới về thì có mấy ngày à cha với mẹ đi chở làm phụ người ta có 4-5 ngày cha mẹ về rồi không có đi chở luôn đâu mẹ nó ra làm gì vậy coi vài bữa nữa mới về bằng cao bằng bằng mẹ luôn rồi mà còn mít nước nói chứ cha mẹ đi cũng buồn cả nhà. Ở nhà đây con, mẹ đi giờ bói mẹ về. Ừ, đứng đây. Ờ, trời, quá gặp cổ, hai mẹ con gặp cổ rồi. Góc mất ối rồi. Vừa góc vừa cười, ăn người gì. À, vô đi con, vô đi, mẹ đi, bữa hai bữa nè mẹ về. Vô đi. Ừ, trời. Trời, 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 ừ, rồi, trời, ừ, mất ối. Rồi đem xe vô trong nhà của chị gửi cả nhà. Xe này xe Quân Thịnh. Xe này đi đâu cũng không biết luôn. Giờ gỡ cái thùng luôn. Gỡ thùng để xuống luôn. Để cho sao mặt buồn dữ giáo sư? Sao mặt buồn dữ hả? Bỏ cha nhà ông cha nhà cho đừng lượm cái gà của anh Đèo nghe. Anh Đèo về khóc không đó. Nếu mà không có đồ thì nhậu. Đừng có rủ bạn lại ăn sạch nhà gửi. Vài bữa nữa về có quà. Đừng có ăn sạch nhà của ghế. Dễ buồn ghế khóc luôn à. Đi Bình Dương. Giờ xin chị nhà xe Phan, chỗ Phan Nguyên này gửi chiếc xe được đó nha. Rồi 4-5 ngày sau em làm hàng xong rồi này kia á, em chạy về ban đêm em điện cho chị mở cửa cho em lấy xe ra. Giờ dắt xe vô trong này gửi. Anh để nó nguy hiểm vô xe luôn nha anh. Hả? Ai vậy? Đậu đây quá. Đậu lại đi. Giờ này chưa có xe luôn cả nhà. Em phải đợi nữa. Xe chỗ em chắc gần tới 8 giờ ngồi đây uống nước luôn.
kêu cha uống nước, cha không chịu uống, giáo sư không chịu uống nước. Giáo sư hết uống nước. Bà giá rồi. Bà giá mới được hả? Ờ, giá đây vẫn có bà giá. Trên này mấy cái quán này ok lắm, cha đang chớp rồi. Đã thấy quán này chớp không? Thấy rồi, cao kê rồi, chớp rồi, em hút mới nhấp. Em hút nhấu rồi hả? Giờ cha về cả nhà, cha về trước rồi vợ chồng em đợi xe nữa, lên xe cả nhà. Chưa tới nữa cả nhà, giờ này là gần 9 giờ rồi mà xe nào cũng chạy lại chân, còn hai vợ chồng ở đây lại thiệt chứ, còn ngủ luôn rồi đó. Đúng rồi anh, lơ mới điện rồi. Quá trời luôn, đợi lâu cũng xỉu luôn. Rồi rồi rồi. Sao em? Anh hỏi em bà là vợ cây tèo phải không? Dạ. Em nói dạ, em đợi nãy giờ 3 tiếng nữa. Rồi thông cảm đây, tại em chắc đồ nhiều quá, bữa nay đồ nhiều. Hẹn 7 rưỡi giờ này 9 giờ đó cả nhà. Trời. Em không biết luôn nè, biết đâu biết. Tới rồi cả nhà. Đợi nãy giờ trong ngóng mỏi mòn luôn. Giờ lấy đồ rồi. Anh ơi, cho đồ lên giùm em đi anh. Dạ, dưới cái này giùm em luôn. Ủa cái này gầm lên luôn hả? Lên cả nhà, anh chủ xe thì anh kêu lên ghế số 1, số 2 ngồi. Còn ông đưa lên Trà Thiên nha. Lên trên Trà Thiên. Không biết còn ở dưới. Ai mà biết, tao mới nhớ. Nó kêu chủ tiền, nhưng mà mình không có nhớ. Lâu quá, mình không biết đâu. Con xe 1, con xe 1. Ngồi ngoài trước, quay sau. Còn ta hiểu rồi. Giờ hành trình lên Long An tiếp cả nhà. Mời em quay em đi làm cho cả nhà xem. Giờ tới đâu quay tới đó cả nhà. Em đóng cái xuống mình ha. Nói chuyện gì nào, nói chuyện đó không lên mặn ta mà còn nói cái chỗ làm cha vậy. Kêu kéo cái cẩm dừng lại đây một chút xíu, ở đây người ta nằm cứ kéo gì kéo. Ai kêu làm gì dữ vậy? Dạ hồi nãy nó tụng rồi, tới đó kêu kéo tới đây thôi, người ta không kêu lên cũng biết rồi. Em trai đúng không? 206 một vé phải không anh? 206, 2 vợ chồng, 502 cả nhà. Giờ vô quán mà cái mic bị lỗi cả nhà thông cảm cho gia đình em cả nhà, tại cái mic nó bị lỗi sao mà nó nghe ghè quá cả nhà. Giờ đi vô vệ sinh cả nhà, vệ sinh xong rồi ra ăn uống cả nhà, đông quá đông. Nhà máy ngu rồi, đơ dữ luôn á, bữa nay em đi là em mệt dữ á cả nhà. Em ăn gì vậy? Mang bánh canh. Anh cũng bánh canh, bánh nước dễ ăn anh ơi, chứ giấc đói này giờ này ăn cơm em nuốt không nổi. Đây, đồ bánh canh khô quá thật luôn rồi. Thêm hồ tiêu. Đây cũng bánh canh. Biết sao. Thì tiêu thấy cũng thơm đó anh em. Sao không mắm? Thôi, giờ này yếu trung bình không dám ăn mắm đâu. Mà không sợ, tại bữa nay mệt thôi chứ không sợ đâu. Mai khỏe lại là hết sợ. Bên trái của Trần Trọng My nó làm bún mắm cho anh nữa đó. Ăn miếng chanh. Ăn nữa không? Nữa. Đó. Mà giờ này tại vì hơi mệt thôi chứ ngày mai hết mệt là ăn nữa. Đi mới 2 giờ mấy 1 giờ ăn tô này, sáng ăn nữa nè. Đúng rồi, em ăn cả nhà nha. Ngon. Có nước nước này ăn ok nè, ngon. Xong. Hai chồng đẩy hai tô bánh canh xong. Tô bánh canh cả nhà. Giờ cái chuẩn bị tinh thần lên đường tiếp. Trình mới đi làm. Bây giờ lên xe nè cả nhà. Giờ đi tìm xe cả nhà. Đi xe Thảo Vy. Bãi sao? Bãi không số đó. Đã. Thảo Vy được cái là dàn mà đi tới Long An. Cái này đậu nhưng mà. Ông nè anh. Con ong luôn nè. Nè, cái này là tàn ong nè. Ừ. Con ong luôn nè. Ừ. Nhồi đó. Ừ, cái này người ta gửi đi đâu nè. Gần tới.
chục mưa tới chạy xuống giúp cái thành được câu 30 triệu cho khác hơn đi. Dạ xin đây được. Dự nghe mấy con bao. Đây nè, đây nè. 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 Ừ. Đẩy xe lại ve lại này nè, đã ghim thùng lên. Thôi giờ tôi vô phòng lắm ngủ rồi, sáng này chạy qua Bình Dương làm cái nhà. Cho cậu ba lắm chạy giống trước, em bây giờ em lội bộ vô cái nha. Xe ba báo rồi, hư luôn giờ rồi, dẫn rồi, không lên luôn, tút tút luôn, tại luôn, lên chứ không biết, lên từ từ cái gì đó, à, lăn rồi, để xịn ghê trời. Hai chồng em lội qua bên đó, qua vừa qua cái bảng màu xanh nó quẹo vô chút là tới. Giờ chưa được luôn. Hai chồng mà lội nữa. Mới bước lên tới Long An là có điểm rồi. Có điểm ông nội ông xe ông tính đưa cho mời hai chồng em đi. Em có không? Không mà giờ kìa ông dẫn gì cơ. Bởi luôn. Giờ lội vô cả nhà. Sáng rồi nha. 6 giờ. Hôm giờ hai chồng ngủ ăn gác nữa. Thì vợ xuất miệng lận hai chồng đi làm cả nhà. Đây giờ bên Long An chạy qua bên Hóc Môn bên cũng cỡ nửa tiếng đồng hồ. Miệng mồm cho mà đi làm vậy hồi sáng vẫn què 6 giờ chứ ai thức cực. Sao tinh thần đi làm thấy cho mình sao thằng hái không chủ yếu là em đi theo là em cổ vũ tinh thần cho anh quyền việc chính là anh đó. Em đi làm đấy nha, phải quay ba cái hàng không có ai làm được đó. Rồi em chị Trinh bắt kêu lên làm phụ 4-5 ngày vậy đó, làm tắng hàng 4-5 ngày cho cái hàng đó rồi xong rồi tháng năm mấy mới làm. Với lại cũng tình nghĩa cả nhà. Tình nghĩa gì lắm á, là tụi em bỏ nhà với lại bỏ mấy Trinh cũng tự nghiệp á, nên là tụi em đi làm cho chị mấy ngày như gần lợi tới căng lợi giờ em vô mấy anh cái miệng mới chuyện như thế nãy giờ miệng cuối á. Chuyện người cả nhà nghe cả nhà xỉu ngang xỉu dọc cái gì vậy? Vợ lấy bồn bồn cho mi vậy nha, chứ chả tôm thì cho ship nữa, còn nữa lại cho để cho mấy đứa nó ăn nó chia ra. Hư không hết đá không cũng được nè, đâu có đi cái gì như đâu, anh quán kỹ luôn mà. Dạ mắm mắm này cũng chà mi à, đem bánh cho ship tôm hả? Tôm với lại chứ nửa ký chả, nửa ký chả chú sáu nửa ký nữa, chú còn sáu để lại cho mấy đứa lại một cái la ký nè. Chú sáu là làm chung với em được chưa? Cá phi có để ở nhà bên dưới đó. Mắm nha.
Đừng nổi luôn. Rồi ra chia ra lát ra đi về đó. Lấy nước đá heo luôn để cho nó bỏ vô nhiều bọc á. Nó tươi á. Sao ba báo? Nói hôm nay nhậu quá trời. Ai kêu nhậu dữ vậy? Nhậu sáng nay tới biến luôn, hôm hôm điện nhờ anh điện đâu hôm hôm thức mà bắt máy được không là gọi luôn, là cho lại bộ luôn. Mời lái cũng lại bộ mà. Lại bộ luôn, đẩy xe tỉnh luôn vậy. Tỉnh luôn. Đang ngáo ngáo nhậu ngáo ngáo ra rước cái một tưởng nó xe chạy là đẩy cái xe cái tỉnh luôn mà. Ủa đây nó xui gì vậy? Tự nhiên xe để không chạy. Cái xe của cưng nó khôn, nó biết chế lên đây tao mượn xe mày nó khôn, nó làm hư. Khỏi khỏi cho tao mượn. Mà nghe cái bón bòn nha. Cho đại ca mi đó, bòn. Chị chả. Tôm. Mắm là dặn mua mua giùm chứ không có cho à. Tiền khổ mà tôi lên đến này tôi đi làm mướn không phải tôi để dành ăn hay là mua bán gì vậy? Dành ăn. Trời trời, đứng con em. Trời trời, mình ăn 5 cái mắm trời. Được, phải cho con keo đó ăn hết rồi. Mắm này cũng ngon lắm á. Gì đây nè rồi. Đây ngành cưng nắng á, chừng lắm á thôi. Nhiều dữ vậy. Mua cho mày mà. Thôi đó, ngắm vậy cũng được rồi. Ủa ăn gì đâu mà lấy này. Không sao đưa mi đắng lấy không đây rồi chừng nào ăn rồi lấy lại đắng. Chịu chịu về á. Về đây mà, về đây. Đi chợ mua cái đúng. Giờ nó không nổi. Vậy để vậy đem bồng đặng hết đi. Lắm nó ăn cái gì ăn chung. Chung. Cũng có ngăn mát rồi. Ông nội nữa mình nên đóng ở đây. Không, không ăn uống gì có vợ con người đâu. Mày bỏ đây đi chiều đấy. Mình đi ăn kém. Cái thùng nhà bữa nó làm mai cho mày nhỏ em gái đã phẩm xuống nhà anh chơi Trung Quốc. Được à. Được không? Được à. Chịu không? Chịu quá. Hốt liền đi. Hốt liền. Đang ế mà. Ế lâu năm. Nhà không thấy dữ cơ. Đừng đắng phụ gì đi. Lát mượn chiếc xe của xe của ông Trà My đi cả nhà. Chứ xe của ông này chạy dọc đường á em dắt chết em luôn. Tự nhiên sáng đi làm vậy người ta phải gửi 8 rưỡi chưa qua tới 8 rưỡi chưa qua tới bển nó rồi trúng đuổi luôn. Đậu luôn rồi nè. Xong luôn rồi. My sẽ ở phòng đầu tiên. Giờ 200 đi làm. Dạ hai vợ chồng ghé vô đây ăn sáng cả nhà. Bữa nay ăn mì Quảng. Lâu lắm rồi năm mấy chưa được ăn mì Quảng. Bữa nay vô ăn tô cho đã cuộc đời. Sao bữa nay em dẫn anh đi ăn mì Quảng không ăn bún mắm nữa anh chịu không? Được. Lấy sức cho anh đi làm cả nhà. Đúng rồi đi làm mà lấy sức cho anh chứ để ăn bún mắm nữa anh ăn không no cái bắt đầu anh trách em nữa. Rồi anh bệnh nữa. Rồi nhớ lại kỷ niệm xưa nữa cả nhà, sáng sớm phải tới chị ăn đi ăn sáng lẫn đi làm nữa. Trời để tình nghĩa với ship mà mình làm 4 ngày. Với lúc trước mình trước khi về mình cũng có hứa. Ship cũng nói là khi nào mà chị có việc gấp hay là chị mà đột xuất gì đó thì chị nhờ hai đứa lên phụ chị thì mình cũng ok, mình phải giữ lời hứa mình chứ. Đúng rồi. Cái gì cũng phải có lời hứa đi đầu, giữ uy tín. Chứ không có uy tín là thua luôn. Ở Quảng gồm gì em? Thịt tôm rồi đó. Tôm trứng cút. Đúng rồi. Trứng gạo này. Ok, bánh đa. Giả tế. Cái này tỏi ngâm hay gì, củ cải ngâm. Cái này củ hành á, củ hành ngâm á. À, mì Quảng là có tôm nè cả nhà. Trứng cút. Tim gà. Thịt gà. Hết rồi, với đậu phộng với mì mì thôi. Dặn cho rau vô. Món này em cũng thích ăn lắm á, lúc mà còn ở trên đây ngày nào sáng em tới chuyện cũng ăn hết trơn. Ăn cả tuần được luôn á anh Tèo. Ăn món này. Ừ. Ngoài trước đó là quốc lộ 22 đó cả nhà. Chạy quẹo trái là về Tây Ninh. Quẹo phải là vô trung tâm Sài Gòn. Với nhà ngã tư An Sương á, chạy xuống dưới mấy cây là tới ngã tư An Sương cả nhà. Tại vì bên Long An với bên Hóc Môn thì giáp ranh là em chạy qua cũng nhanh rồi. Em ở bên đó luôn, tại bên này không có chiếu mệnh nữa. Mệnh ở đậu mấy đứa em. Sáng chị đi làm, chiều chị về. Chiếu cù về, anh Tèo năm ù về ha. Em mời cả nhà nha. Quảng ăn với rau. Thì Quảng cộng đỏ đói vậy đó. Đúng rồi. Này giống như là bánh, kêu bằng bánh phở, giống như bánh phở vậy nè. Sao?
ngon. Đâu ăn coi. Đổi khẩu vị á. Nó thịt gà tắm nước mắm mặn mặn. Em mời cả nhà. Quá đã. Em cũng ăn rồi, để cho thủ đi làm cái gì. Hai chồng chạy lên tới cổng xưởng rồi nè cả nhà. Cái cổng quen thuộc 455. Mình dắt xe vô. Kịp mời cái nhà vô thay đồ làm. Dạ vô thay đồ cái nhà. Đóng cửa nhẹ nhàng quá nha. Nhà anh đeo vô xưởng kiểm tra mấy cái máy cả nhà. Mấy cái máy để hổng gà cũng không kiểu rồi năm mày năm mấy này không có. Bây giờ trước khi mình làm á là mình phải kiểm tra coi nó như thế nào, coi nó ổn không, không ổn thì mình kêu bác sĩ lại chữa bệnh cho nó. Chứ để lâu dữ rồi. Đây cái máy này là cái máy huyền thoại của anh Tèo nè, nghề nghiệp của anh Tèo là cái máy này nè cả nhà. Thấy sao anh lâu dữ mới gặp người bạn gắn bó 4-5 năm gì ha. Anh làm trước ở đây 6 năm, em làm có 4 năm à. Đây, mấy cái máy này nè cả nhà. Coi cái mấy cái máy này coi. Coi thử nó ổn không. Mấy hồi này giống như kêu bằng cái máy nén khí, máy hơi ha anh Tèo. Cái máy đó, cái máy xay xay vòng tròn á cả nhà, là nghề của anh Tèo. Còn mấy cái xe hàng này nè là nghề của em đó. Anh Tèo làm hàng xong cái em đem đi vô trong phòng, rồi cái qua bữa sau cái bắt đầu là em chút ra hả. Mấy cái máy, mấy cái mâm hàng xe hàng là nghề em đó. Hai vợ chồng giờ mình đang thử cái máy này nó ok không. Ok không anh? Nghe nó kêu đó. Nhà này chắc để một chút nữa gì? Mình biết được không? Nhà sạch rửa cái bình này luôn. Cái bình này là nó kết nối với cái máy hơi đó cả nhà. Mà anh làm chung với cái mâm này nè. Nguyên một bộ của nó nè, bộ ba của nó nè. Mình đang bật cái máy này lên. Xịt rửa cái máy này cho nó sạch. Để lâu ngày nó đóng tét. Sao? Hư hả? Sức cái gì anh? Lâu quá. Nén hơi nó vô mạnh quá cái nó sức luôn phải không? Lâu quá mà. Cái gì cũng vậy, người mà lâu cũng phải bệnh nữa, không chi máy móc để lâu không xài thì nó hư rồi. Anh mà em xài riết thì mười mấy năm cũng hư nữa, không chi cái máy này. Để con năm trời không ai xài. Đây, cả nhà. Cái công việc mỗi ngày lúc trước của anh Tèo đó. Đứng quay vậy đó cả nhà. Đứng quay 5-6 mẻ là mấy tiếng đồng hồ. Ngày thì phải quay hết 5 mẻ cả nhà. Anh Hẻ nãy giờ quay hết 4 mẻ, còn mẻ cuối cùng mẻ nằm sẽ lại. Đuối luôn. Đuối rồi. Kiểu như lâu không làm nó lại cả nhà, làm lại đứng rồi mỏi chân, rồi mỏi tay nữa, rồi con mắt mình phải dòm nữa, nên nó mỏi đủ thứ hết trơn. Gán này còn mẻ nữa được về rồi, ngày mai làm về tiếp. Cũng 3 ngày. Ý là về mình nghỉ á, còn mai mình trở lại làm tiếp á, tại làm tới 4 ngày rồi cả nhà. Bữa nay 4 mẻ rồi đó, còn mẻ cuối cùng. Gắn thì gắn qua, chịu khổ khúc này đi, khúc sau chịu cực. Có việc làm kiếm tiền thêm cũng mừng. Đúng rồi, làm kiếm thêm cả nhà, chứ ở dưới quê cũng không có việc gì làm. Cả nhà nói sao kiếm gì thêm, nói giờ kiếm thêm hả? Bữa nghỉ ra clip rồi cả nhà hiểu rồi đó nha. Quay 5 mẻ xong rồi đó cả nhà.
Bây giờ anh Tèo á hả, mang cái này ra cho nó đều, cái nữa là xong rồi đó. Nói chuyện lớn anh, tại vì mưa. Mưa cả nhà. Mưa nó hơi ồn cả nhà. Xong rồi cả nhà, hết một ngày làm cả nhà ơi. Thì làm hết một ngày làm đó cả nhà. Video em cũng tới đây cả nhà đó xem video theo nha. Cả nhà cho gia đình em được đăng ký, được like, được bình luận, được chia sẻ cả nhà. Chúc cả nhà khỏe, bye cả nhà nha. Bye cả nhà nha, chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha cả nhà.